Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. Ngay sau đây, mời quý vị đến với câu chuyện vụ án kinh hoàng thi thể bé trai tố cáo tội ác người cha. Ngày 24 tháng 9, nhiều người dân sống trong khu phố 4 thuộc tổ 25, phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai sửng sốt khi thấy lực lượng chức năng khai quật bên hông ngôi nhà lên một thi thể cháu trai 5 tuổi trong tình trạng bị biến dạng, tay chân co quắp, nạn nhân nằm chết phía dưới lâu ngày và khi đem lên đang bốc mùi hôi. Nạn nhân là cháu Nguyễn Minh Thắng, 5 tuổi, con của ông Nguyễn Minh Tâm, sinh năm 1982, quê Hà Tĩnh, và chị Chính, sinh năm 1975, quê Ninh Bình. Chị KH, người hàng xóm sống bên cạnh nhà nạn nhân cho biết, thời gian gần đây thường xuyên thấy ông Tâm rượu chè bê tha, đuổi người vợ hơn mình khoảng gần 10 tuổi ra khỏi nhà, rồi dẫn một người phụ nữ lạ về nhà riêng, sống quan hệ với nhau như vợ chồng. Đứa con nhỏ tên Thắng mới lên 5 tuổi, nhiều lần thấy cha mình dẫn người lạ về nhà, chỉ biết tròn mắt nhìn mà không biết là ai. Vào một ngày cuối tuần, thấy cháu Thắng bị sốt cao, thường khóc khuya. Chắc là vì khó chịu với con trai mà ông Tâm đã nhẫn tâm đánh đập thằng bé, rồi đào hố bên hông nhà, rồi chôn xác xuống đó. Sau cùng, ông có lập một chiếc bàn thờ mới trong nhà. Không thấy con đâu, vợ hỏi thì Tâm cho biết đã đốt xác thằng bé. Sau đó mặc cho vợ hỏi han về đứa con trai. Thì ông vẫn vô tư nhậu nhẹt, thậm chí mở karaoke hát bình thường như chưa có gì xảy ra. Đối tượng Nguyễn Minh Tâm, sinh năm 1982, quê Hà Tĩnh, ngay sau đó đã bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt và lấy lời khai vào khoảng 14 giờ chiều ngày 24 tháng 9 năm 2015. Tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Minh Tâm khai nhận hành vi giết con của mình là cháu Nguyễn Minh Thắng xuất phát từ một nguyên nhân hết sức nhỏ nhặt. Theo đó, vào tối 15 tháng 9 trong lúc cho cháu Thắng ăn thì cháu bé cứ khóc và một mực đòi mẹ. Tức giận, Tâm đá mạnh khiến bé trai 5 tuổi đập đầu vào tường. Thấy con vẫn khóc, Tâm đưa bé vào phòng ngủ. Đến sáng hôm sau thì phát hiện con đã tử vong, nên Tâm mang xác con chôn ngay trong nhà nhằm che giấu hành vi phạm tội. Một cán bộ điều tra cho biết, khi cháu bé chết, Tâm đã ra hiện trường dùng xẻng, xà beng, đào hố sâu 40cm, chôn xác con, xóa dấu vết rất kỹ càng, nên khi vợ Tâm về nhà đã không phát hiện được vụ việc. Theo hàng xóm cho biết, anh Nguyễn Minh Tâm cùng vợ là chị Nguyễn Thị Chính có 4 người con. Vì kinh tế khó khăn nên hơn một năm trước, hai vợ chồng Tâm cùng con vào phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, mua nhà rồi sinh sống. Cũng từ đây, Tâm bắt đầu ăn chơi, không chịu làm lụng nuôi con, thường ngày tổ chức nhậu, quậy phá. Mỗi lần uống rượu là Tâm lại đánh vợ, chửi con. Cháu Thắng là con thứ hai, còn con đầu vợ chồng Tâm gửi nhà bà ngoại tại Hà Tĩnh. Một tháng trước, do không chịu nổi những trận đòn của chồng, chị C bế con út 1 tuổi ra ngoài thuê trọ, hai đứa trẻ còn lại ở với Tâm. Hơn một tuần trước, chị Chính trở về nhà không thấy bé Thắng nên gặng hỏi thì Tâm bảo đã gửi con cho người quen. Vài ngày sau quay lại nhưng không thấy chồng đón con trai về, chị Chính nghi có chuyện chẳng lành nên dọa sẽ trình báo công an về sự mất tích của con. Lúc này Tâm mới thừa nhận, con đi chơi dính mưa dẫn đến bị bệnh nên chết rồi và không nói gì thêm. Sau khi nói như vậy với vợ, Tâm có lập bàn thờ tại nhà để thờ. Một dân phòng bảo vệ hiện trường cho biết Tâm đã đặt mua vé xe để sáng 24 tháng 9 là lên xe bỏ đi nơi khác. Tuy nhiên, được người dân báo công an phường Trảng Dài đã kịp thời bắt giữ Tâm vào rạng sáng 24 tháng 9. Đến giờ, hễ ai nhắc đến nỗi đau mất con, chị Nguyễn Thị Chính lại òa khóc nức nở. Điều mà nhiều người không thể ngờ đến chính là người chồng của chị đã đang tâm giết con ruột 5 tuổi rồi đào hố chôn thi thể cháu bé ngay trong nhà. Chị Chính kể lại trong vẻ đau buồn, chị và anh Nguyễn Minh Tâm, sinh năm 1982, trú tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú tỉnh Đồng Nai, nên duyên vợ chồng từ 8 năm trước và đến nay đã có với nhau 4 mặt con. Cuộc sống gia đình dù bộn bề khó khăn nhưng anh Tâm thường xuyên nhậu nhẹt, bỏ bê vợ con. Do đó, đứa con lớn của vợ chồng chị gửi về quê nhờ cha mẹ nuôi giúp. Cách đây chỉ một năm, nhờ vào vốn dành dụm được và từ sự giúp đỡ của một số người thân, gia đình chị mua được một căn nhà nhỏ ở tổ 25B3, khu phố 4, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa. Tôi tưởng đã an cư thì chồng lập nghiệp, làm ăn để cùng tôi phụ giúp nuôi các con ăn học tử tế. Chứ ai ngờ anh ấy vẫn chứng nào tật nấy, ăn nhậu bê tha, chơi bời trai gái. Chị Chính kể. Người đàn bà khắc khổ còn nói thêm, hễ cứ nhậu về thì anh Tâm lại kiếm cớ chửi bới vợ con rồi đánh đập chị. Thậm chí cách đây vài tháng, anh Tâm còn công khai mối quan hệ tình cảm với một người phụ nữ bán quán cà phê ở thành phố Biên Hòa.
Nhiều lúc anh Tâm chở Nhân Tình về nhà, nhưng chị Chính không dám lên tiếng vì lo sợ bị đánh. Chị nuốt nước mắt vào trong để tiếp tục sống, phần vì bản thân mình, phần là vì các con. Chị Chính kể lại trước thời điểm xảy ra bi kịch gia đình, chị bị chồng đánh đập dã man, đuổi ra khỏi nhà và thông báo không cho có tên trong sổ hộ khẩu gia đình. Không thể cam chịu nổi, chị Chính đành ra ngoài thuê phòng trọ ở tạm, làm công nhân cho một công ty ở địa phương kiếm tiền trang trải, lo cho con. Đến giờ tôi không thể nào tin đó là sự thật, nhưng sự thật đó lại xảy ra rồi. Sao đời tôi lại khổ như thế này? Nỗi đau nọ chồng chất lên nỗi đau kia, chồng đã phụ bạc lại còn bị đuổi ra khỏi nhà. Thôi thân mình khổ đã đành, làm sao để con khổ? Nghĩ vậy chị cũng chẳng dám mang con theo. Trước thời điểm phát hiện chuyện tay chơi khoảng một tuần, chị về thăm con. Khi không thấy đứa con trai là Nguyễn Minh Thắng, sinh năm 2010 ở nhà, hỏi thì anh Tâm trả lời đã gửi con cho người quen ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai trông giúp. Lúc đó chị Chính cũng tin như thế. Những ngày sau, chị Chính lại liên tục về thăm con nhưng không thấy Thắng đâu. Nghi ngờ nên chị Chính đã đi hỏi han khắp hàng xóm rồi trình báo công an. Lúc này chồng chị mới thú nhận với chị Chính là con bị sốt xuất huyết nặng, chẳng may qua đời và anh đã mang đi hỏa thiêu. Chị Chính đau buồn vật vã nhưng rồi cũng tin đó là sự thật, cùng chồng lập bàn thờ để hương khói cho con. Chính vì sự kham khổ, sự ngược đãi của chồng đã khiến cho người đàn bà ấy trở nên yếu đuối và không dám truy hỏi sự thật về cái chết của đứa con trai. Sau đó đêm 23 tháng 9, chị Chính thấy lực lượng công an tìm đến nhà, chị cũng phát hoảng không biết chuyện gì xảy ra. Rồi tôi nghe thông tin chồng giết hại con. Tôi không tin, nhưng khi thông tin đó là sự thật thì trời đất quanh tôi như đổ sập tất cả. Chị Chính tâm sự trong nước mắt. Nguyễn Minh Tâm bị công an bắt giữ sau khoảng 10 ngày gây án. Cơ quan công an tiến hành khai quật một hố sâu trong nhà và phát hiện thi thể cháu Thắng đang trong giai đoạn phân hủy. Khi Tâm thực nghiệm lại hiện trường, diễn biến gây án với hình nộm là búp bê, thì những người chứng kiến không khỏi bàng hoàng, căm phẫn. Thế nhưng điều đáng nói là sau khi gây án, Tâm vẫn có tâm lý ổn định đến lạ lùng, vẫn sống sinh hoạt trong chính ngôi nhà mà mình đã giết con một cách bình thản nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên khi diễn lại hành vi tội lỗi, Tâm đã không thể còn bình thản nữa mà bật khóc. Giọt nước mắt quá muộn màng và đầy tội lỗi của một người cha. Một vấn đề khác là khi phát hiện thấy khả năng việc làm tàn độc của mình bị lộ, Tâm đã có dấu hiệu bỏ trốn. Sau khi bắt giữ Tâm, cơ quan công an làm rõ, Tâm đã bí mật đặt mua vé xe khách để sáng 24 tháng 9 sẽ âm thầm ra đi mà chị Chính hoàn toàn không hay biết gì. Tuy nhiên lưới trời lồng lộng, ý định đó của Tâm đã không kịp thực hiện. Cuối cùng người cha đó cũng phải đối diện với tội ác của chính mình.